Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây ổi lê Đài Loan và ổi nữ hoàng đó quý cô chú anh chị. Hai cái dòng ổi mà Ngọc Ngân có số lượng lớn, và cái dòng này là cây chiếc cành đó quý cô chú anh chị. Do đó là quý cô chú anh chị thấy là cây nó rất là dễ ra hoa trái luôn nha. Cái cây giống như thế này nè thì nó đã có hoa rồi nè. Đây là những cái hoa ổi đây. Cây này thì xuống cành vô bịch được khoảng 1 tháng á quý cô chú anh chị. Và cái rễ nó ra thì nó đã cứng bầu rồi nha quý cô chú anh chị. Cái rễ nó có rễ nó đã ra khỏi bầu như thế này rồi nè. Rễ nó đã ra khỏi bầu luôn rồi. Đây, rễ nó rất là mạnh luôn nha quý cô chú anh chị. Về đó thì mình trồng, mình có thể trồng chậu hoặc là mình trồng đất thì đều được hết. Cây này thì có gốc từ ngón tay trỏ cho đến ngón tay trỏ cho đến ngón tay cái, bự nhỏ tùy thời điểm và giá cũng tùy thời điểm. Do đó là trong nhiều video thì quý cô chú anh chị không có thấy Ngọc Ngân báo giá, do là giá từng thời điểm. Thì quý cô chú anh chị cứ điện thoại thì Ngọc Ngân sẽ báo chiều cao, kích thước của cây để cho quý cô chú anh chị dễ dàng tham khảo và lựa chọn. Thì cây này thì có số lượng rất là lớn, Ngọc Ngân chiết ở trên vườn về quý cô chú anh chị. Do đó là quý cô chú anh chị yên tâm nha. Ở nhà chiết rồi Ngọc Ngân còn liên kết với mấy cô chú ở địa phương nữa để cung cấp đủ số lượng cho quý cô chú anh chị mong muốn quý cô chú anh chị. Số lượng rất là nhiều xa xá đằng kia nữa. Và cái cỡ này thì thường là mình chưa có để bông trái nha quý cô chú anh chị. Chủ yếu là mình nuôi cây, mình trồng tầm khoảng 3 tháng trở lên thì mình hả nuôi bông trái nha. Và bây giờ thì quý cô chú anh chị thường hỏi là trồng mà mình không có xịt thuốc thì có bị sâu dòi không? Thì dạ xin thưa là bây giờ thì sâu bệnh rất là nhiều, do đó là muốn có trái để ăn thì mình phải bọc lại quý cô chú anh chị. Ở nhà mình ăn thì mình không có cần xịt phân thuốc đâu, mà mình sẽ lấy cái bịch mình bọc từ nhỏ để cho những cái côn trùng nó đừng có cắn đốt, sâu nó không có thể phát triển được á. Thì cây nó rất là tốt và rất là mạnh khỏe luôn. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây ổi lê Đài Loan, ổi nữ hoàng, ổi ruby thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nhé.